tí nữa thằng nào lập được cung là anh em đứng bao vây thế này, cầm mỗi thằng cái chảo bao vây lại mà xếp hàng lên giống như kiểu mà cung, giống như kiểu đánh trận Trung Quốc hay dựng khiên lên đó, thằng kia lú đầu lên bắn xong lúc xuống. Ông Bill nói game thủ là đủ muốn tương lai, cái đó là Bill nói là tôi cũng có coi rồi, tại là do ông không hiểu cái lời nói của Bill truyền tải là tới mọi người thôi. Là ý nghĩa của Bill nói là ở Việt Nam khó phát triển, game thủ ở Việt Nam khó phát triển chứ không phải là, còn ông là do tại ông không hiểu, ông không đủ trình độ để hiểu cái Bill nói gì thôi. Người ta nói là đúng không? À, trên cái group mà Facebook, còn tôi đối với bọn tôi á là không phải là game thủ. Facebook mà bọn tôi là khác. Mà, có cái chỗ nó rất mấy đống bài lên đó. Muốn nào mua vô. Tôi là streamer. Và cho đến bây giờ á là tôi đã là so với mấy năm nay là bọn tôi cũng kiếm được vài trăm triệu rồi, đủ tôi cũng để dành ra được một số tiền rồi, nhưng mà cái vấn đề cái số tiền của tôi dùng á là để xây nhà đó, thì bây giờ đúng không, thực hiện được rồi, và tôi chỉ cần bây giờ tôi để dành tiền để tôi làm một cái gì đó gọi là lo cho tương lai, thí dụ như là kinh doanh một cái quán nước kiếm tầm 200-300 triệu rồi, 200-300 triệu nữa mở một cái quán nó nhỏ nhỏ hoặc là một cái tiệm tạp hóa đó là xong. Mà không muốn làm, tôi không có dạng gọi là mình đó, không có học rồi, mình học không tới nơi tới chốn rồi, kiểu như là không có làm được văn phòng thì mình cũng phải có cái gì đó để mình làm chủ, dạng thường như thì làm quán, đi. Quán nước hay là tầm 200-300 triệu là đủ rồi, thì sau hai năm để dành, thì tôi cũng để dành hơn 200 triệu đó. Thì đối với một thằng mà kiểu như là học không đến nơi đến chốn với tôi mà trong 2 năm tôi kiếm 200 triệu cũng là phải là một con số khổng lồ rồi, chưa chắc là nhân viên văn phòng mà để dành được tới như vậy. Mà trong khi trong suốt thời gian 2 năm nay là bọn tôi đi, là tôi cũng là đi ra du lịch ở Hà Nội, Thái Nguyên. Nếu mà cái tiền đi chơi và xài trong mấy năm nay chắc cũng phải tầm 200 triệu đó. Rồi để dành dư 200 triệu là trong suốt 2 năm qua tôi kiếm được 400 triệu 2 năm mấy qua. Thì ông nghĩ coi tương lai có không? Đó, đi ăn một lần á, mấy bạn biết á, trong cái thời gian làm ra tiền là cái thời gian bọn tôi đi ăn rất là nhiều, và mỗi buổi ăn khi mà bọn tôi đi ăn á, livestream hay gì đó, như đi ăn với thằng Châu, đi ăn với công ty là trả một buổi ăn á là 2 triệu mấy 3 triệu. Cái đợt đi ăn với thằng Châu là 3 triệu mấy đi ăn BBQ gồm có 7-8 người gì đó, 3 triệu mấy một buổi ăn. Nhưng mà thật ra kiếm tiền được thì mình cũng phải ngoại giao hay là mình tiếp xúc với những người mà kiểu như là, chứ tôi thì cũng không thích mấy cái chỗ đó. Tôi thì đơn giản lắm, ra ăn quán cơm sườn về dĩa hè 20.000 đô nhìn dĩa. Mặc dù tôi làm ra tiền nhưng mà tôi không có xài tiền, kiểu như là mình làm ra tiền mình phải xài sang, mình đi ăn mấy cái chỗ sang trọng để khoe mẽ với bạn bè hay là để chê trách, ui mày sao hồi đó mày chơi chung mày nói chuyện với tao là này kia, bây giờ tiết kiệm từng đồng từng cát, tao bây giờ tao làm ra tiền tao ăn quán sang dĩa cơm 20.000 tao không ăn, tao ăn phải là vài 300 đó, tao ăn mấy cái quán dĩa hè đó, ui đừng có bao giờ mà rủ tao vô ăn. Thật sự mà nói tính tôi rất là bình dân và rất là nhà quê luôn. Tôi cái gì tiết kiệm được, miễn sao mình ăn mình cảm thấy thoải mái và ngon miệng. Và ngồi lúc nào tôi ngồi ăn vậy nè, ba tôi á thì nói tôi là cái tướng ăn khổ, nhưng mà mình ăn á, mình về cái vụ đó mình cũng cãi lộn với ba rất là nhiều. Mày ngồi ăn đàng hoàng, ngồi ăn ở trong gia đình thì con ngồi sao cho cảm thấy mình nó thoải mái thì thôi,
chừng nào có khách khứa thì mình ngồi đàng hoàng, còn mình ngồi sao còn có chuyện mà có người trong gia đình không thì mình ý tứ làm cái con mẹ gì. Ngay cả cái vấn đề đó tôi cũng cãi nhau với ba tôi rất là nhiều lần. Ba tôi lúc nào cũng nghiêm lắm, ba tôi khó tính và gia tính gia trưởng lắm, nhưng mà cãi nhau mà ba tôi thì có không đến nỗi mà kiểu như là khắt khe quá. Có cái lần mà hồi đó tôi lì lắm kìa, nhỏ tôi lì, cái lúc mà tôi đi chơi cái ba tôi hù là cầm con dao ra rồi chặt tay, cầm dao chặt chặt tay nè. Tôi nhớ nó năm đó là năm lớp 8. Mày đi chơi nữa mày có tin là tao chặt giò mày không, cầm con dao ra hù tôi luôn á. À, tôi nói không, để tôi tự xử. Tôi cầm dao tôi quất của ba tôi, không lấy cái tay ra chắc tôi đứt cái giò tôi luôn. Là lúc đó từ đó cho đây, từ đó là hơi bị, là ba tôi kiểu như hơi bị kiểu như là cảm giác sợ sợ á, nên không có dám thách thức. Lúc mà kiểu như ông nói những lời mà kiểu như hơi hơi nghe nó không có, đó tôi lì lắm. Nó bắt đầu nó phà vô người, nó lạnh quá. Tôi là chỉ bình thường là chỉ qua quán cơm, có đợt đi ra ngoài này nè, lâu lâu thèm ăn cơm hoài chán, ra ngoài tô phở tàu bay tôi thấy đông lắm, tôi nghĩ là ăn vô ăn dở như cứt kia. Nó dở mà bà mẹ đứng dậy tính tiền 80.000, tôi nó what the fuck. Mà bình thường đi ăn cũng tầm vài trăm vài triệu, nhưng mà đi ăn riêng ăn cho tôi với đi ăn bạn bè thì đi ăn mắc nó không nói. Ví dụ đi ăn mà gặp bạn hội bạn bè cái mình rủ ra quán sang mình ngồi để mình đãi nó kiểu như là mình tôn trọng nó, thì mình ra quán đó ngồi đàng hoàng đó, thì mấy cái quán ở ở đường đó, thì nó mặt thuê mặt bằng nên nó bán mắc là đúng. Còn tôi ra cái quán phở tàu bay nè, tính 80.000, trời ơi thiệt chứ tôi ăn một mình tôi mà tính 80.000 tôi muốn đập đập tô luôn á. Bình thường là ra ăn cơm tầm ba ở Sài Gòn thì tầm 30 là vừa rồi, mấy cái quán vỉa hè 30 20 là vừa rồi, làm ăn gì mà 80.000 tô. Có thời điểm cái nghề mê này có thời điểm tôi kiếm tới hơn 60 triệu một tháng, cái đó là chia sẻ sự thật. Có những tháng á, vào một năm mấy trước là tầm nửa nửa năm trời kiếm 60 triệu một tháng, nhưng mà thời điểm đó cũng kiểu như mình kiếm tiền thì mình cũng phải giao lưu, mình cũng phải kiểu như quan hệ rộng rãi để mình cái số tiền nó kiếm rộng ra, nhưng mình cũng phải xài. Thì cái thời điểm đó cũng đi ăn đi giao quan hệ rất là nhiều, nên những buổi ăn nó tốn tiền cũng rất là cũng bộn, nên mấy cái số tiền mà tôi nghĩ trong 2 năm mấy qua tôi xài cũng gần hơn 200 triệu về cái kiểu kiểu ăn uống hay đi chơi đi bời gì đó. Đi ra Hà Trả Nội, chơi có tâm. đi ra Hà Nội chơi hay ra Thái Nguyên thì bọn tôi cũng, tôi ra lúc mà Rồi. có đợt đó tôi nghỉ 1 tháng mấy 2 tháng trời tôi ra Hà Nội Thái Nguyên á, là tôi tốn 2 mấy triệu đó chỉ trong 1 tháng. Rồi đi chơi đi Đà Lạt thì tôi cũng tốn 10 mấy triệu. Rồi bao tụi nhỏ thí dụ như là đi vô ngồi ăn lại dắt đi tụi nhỏ la ngồi ngồi lúc mà tụi nhỏ tính tiền cứ hai mấy tụi nó nhìn nhau thì không lẽ giờ tôi là anh lớn, không lẽ tôi nói tụi bay móc mỗi thằng tiền ra mỗi thằng trả trả hết gom ở đâu sòng phẳng. Tôi thì không có kiểu ngại nói với những lời nó, nên tôi nói thôi để anh tính cho, đứng lên tính hết cho nguyên đám. Mặc dù mấy tụi nó là lính của thằng Châu, hôm đó là đi chung là lính con Châu, còn lính của tôi là đâu nằm đâu là Đắk Lắk Kon Tum Hà Nội Thái Nguyên rồi mà không à, mấy lính cày thê á. Còn lính cày thê của ông Châu thì nó vòng vòng Sài Gòn Đồng Nai này tùm lum tùm la, mà mặc dù lính ông Châu nhưng mà kiểu như là nó lính nó chứ nhiều khi nó không chừng nó nể tôi hơn nữa. Mà mấy này đâu có trả tiền nó đâu, tôi trả tiền ngu mà tôi mặc dù tôi ngu nhưng mà nó được cái là để cho ngu nó Làm nể thơ làm văn là đó. Tôi thì tính tôi thoải mái lắm. Welcome to
The summoner's rift.